Chào các bạn đến với bản tin thị trường và giá vàng của kênh Netmedia CCTV. Hôm nay thứ Sáu ngày 20 tháng 3 năm 2020. Nội dung chính trong bản tin bao gồm thông tin thị trường vàng trong nước và thế giới, tỷ giá ngoại tệ và giá heo hơi của ngày hôm nay. Sau đây mời bạn xem thông tin chi tiết. Giá vàng thế giới hôm nay giảm 1% do đồng đô la tăng giá và tình hình dịch bệnh chi phối. Trong khi đó, giá vàng trong nước xoay chiều tăng trở lại. Các đơn vị khảo sát lúc 10 giờ hầu hết niêm yết mức tăng từ 100 đến 300 ngàn đồng một lượng. Chỉ riêng Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội niêm yết theo chiều giảm. Lúc 10 giờ 30 phút sáng nay, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết tại Hà Nội 45.900.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 46.700.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 100.000 đồng chiều mua vào và tăng 200.000 đồng chiều bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết 46.000.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 46.700.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 100.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng ở chiều bán ra. Tại Đà Nẵng niêm yết 45.900.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 46.700.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua vào và tăng 200.000 đồng một lượng chiều bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng tại Hà Nội 46.000.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 46.800.000 đồng một lượng chiều bán ra, tăng 200.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết 46.000.000 đồng một lượng chiều mua vào và 46.800.000 đồng một lượng chiều bán ra, cùng tăng 200.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng tại Đà Nẵng niêm yết 46.000.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 46.820.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, cùng tăng 200.000 đồng một lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Công ty vàng PNG niêm yết giá vàng tại Hà Nội 45.600.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 46.600.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết 45.600.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 46.600.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 300.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tại Đà Nẵng niêm yết 45.600.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 46.600.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, cùng tăng 300.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại Hà Nội 43.980.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 44.680.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua vào và giảm 150.000 đồng một lượng chiều bán ra. Giá vàng AJC niêm yết tại Hà Nội 45.900.000 đồng một lượng chiều mua vào và 46.400.000 đồng một lượng chiều bán ra, cùng tăng 200.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tại thị trường Cà Mau, Hội Mỹ nghệ Kim Hoàng tỉnh Cà Mau công bố lúc 9 giờ giá vàng SJC mua vào 4.595.000 đồng một chỉ, bán ra 4.677.000 đồng một chỉ, tăng 55.000 đồng chiều mua vào và tăng 50.000 đồng chiều bán ra. Giá vàng 24K mua vào 4.330.000 đồng một chỉ, bán ra 4.390.000 đồng một chỉ, cùng tăng 20.000 đồng một chỉ ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng 98% niêm yết mua vào 4.230.000 đồng một chỉ, bán ra 4.330.000 đồng một chỉ, tăng 20.000 đồng một chỉ ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nữ trang 18K 75% mua vào 3.220.000 đồng một chỉ, bán ra 3.420.000 đồng một chỉ, cùng tăng 10.000 đồng một chỉ ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng thế giới hôm nay giảm 1%, giá vàng giao ngay giảm 0,08% xuống 1.470,3 USD trên 1 ounce. Vàng giao tháng 4 giảm 0,55% xuống 1.471,1 đô la trên 1 ounce. Thứ năm ngày 19 tháng 3, khi đồng USD tăng vọt lên mức cao mới trong nhiều năm, với đại dịch Covid-19 đe dọa làm tê liệt hoạt động kinh tế đã khiến các nhà đầu tư bán vàng để đổi sang trữ tiền mặt. Rõ ràng tình trạng trú ẩn an toàn của vàng đã không được giữ vững, thị trường đang hướng tới tiền mặt. Ông David Metzger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Grade Future cho biết,
Ngoài ra, chúng tôi đã thấy một sự biến đổi cực kỳ mạnh mẽ đối với USD trong một số phiên gần đây. Như chúng ta thấy rõ hơn động thái của các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới ứng phó với dịch virus corona, chúng tôi có thể xem đồng USD là lựa chọn an toàn. USD đã đạt mức cao nhất trong 3 năm do nhu cầu vẫn tăng mạnh bất chấp các hoạt động thanh khoản bùng nổ gần đây được thực hiện bởi các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới. Các nhà đầu tư đã từ bỏ các tài sản rủi ro hơn khi một loạt các hành động khẩn cấp từ các hoạch định chính sách không thuyết phục được sự hoảng loạn thị trường chứng khoán. Sự bùng phát không ngừng của dịch virus trên toàn thế giới đã gây ra sự bất ổn và bán tháo rộng rãi với các tài sản, bao gồm cả tài sản an toàn như vàng. Dữ liệu chính thức của Mỹ cho thấy số người nước này nộp đơn trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2017, trong dấu hiệu đầu tiên về sự bùng phát của dịch bệnh ảnh hưởng đến việc làm. Trong khi đó, lượng vàng dự trữ tại quỹ ETF lớn nhất thế giới đã giảm 0,7% vào thứ Tư, ngày 18 tháng 3. Trong số các kim loại quý khác, giá Palladium tăng 3,4% lên 1.641,52 đô la trên một ao, trong khi giá bạch kim giảm 5,1% xuống 592,83 đô la trên một ao. Thị trường bạch kim và Palladium có thể sẽ còn hỗn loạn trong vài tháng tới sau những mất mát to lớn gây ra bởi sự lây lan của dịch virus. Giá bạc tăng 0,5% lên 12,05 đô la trên một ao. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 20 tháng 3 như sau: 1 USD bằng 23.252 Việt Nam đồng. Và sau đây là tỷ giá mua bán ngoại tệ áp dụng cho ngày 20 tháng 3 năm 2020. Đô la Mỹ mua vào 23.175 Việt Nam đồng, bán ra 23.900 Việt Nam đồng. Đồng euro mua vào 24.058 Việt Nam đồng, bán ra 25.546 Việt Nam đồng. Yên Nhật mua vào 203 Việt Nam đồng, bán ra 215 Việt Nam đồng. Bảng Anh mua vào 26.005 Việt Nam đồng, bán ra 27.614 Việt Nam đồng. Phô Răng Thị Sĩ mua vào 22.842 Việt Nam đồng, bán ra 24.255 Việt Nam đồng. Đô la Úc mua vào 13.061 Việt Nam đồng, bán ra 13.869 Việt Nam đồng. Đô la Canada mua vào 15.566 Việt Nam đồng, bán ra 16.528 Việt Nam đồng. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc không có sự thay đổi nhiều. Cụ thể, giá heo hơi tại hầu hết các địa phương đều giữ ổn định như hôm qua, với mức cao nhất vẫn là 85.000 đồng được bán tại Lào Cai, Yên Bái và Bắc Giang. Đứng ở vị trí tiếp theo là giá heo hơi tại Hưng Yên và Phú Thọ với mức giá lần lượt là 84.000 đồng và 83.000 đồng. Riêng Thái Nguyên là địa phương duy nhất báo giảm 2.000 đồng xuống còn 82.000 đồng trên 1 kg. Đây cũng là giá bán tại Vĩnh Phúc, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Địa phương có giá heo hơi thấp nhất miền đã thay đổi từ Hưng Yên, nay chuyển sang là Hà Nội và Tuyên Quang cùng báo giá 81.000 đồng 1 kg. Nhìn chung, giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay vẫn giao dịch nằm trong khoảng từ 81 đến 85.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Trung và Tây Nguyên vẫn duy trì được mức đỉnh 85.000 đồng 1 kg tại Quảng Nam, nhưng giảm sâu tại nhiều địa phương. Cụ thể, tại Thanh Hóa, Nghệ An, giá heo hơi giảm từ 85.000 đồng xuống còn 80.000 đồng 1 kg, không còn là địa phương giữ giá cao nhất. Các địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Bình Định, Khánh Hòa vẫn ổn định với mức bán 80.000 đồng 1 kg. Riêng ở Ninh Thuận tiếp tục giữ giá thấp nhất vùng là 70.000 đồng 1 kg, còn ở Bình Thuận bán ở mức 76.000 đồng 1 kg. Tại Tây Nguyên, giá heo hơi tại Lâm Đồng vẫn ở mức khá cao 82.000 đồng 1 kg. Tại Đắk Lắk, giá heo hơi hôm nay đạt 78.000 đồng 1 kg. Theo đó, ghi nhận giá heo hơi hôm nay tại miền Trung phổ biến từ 70 đến 85.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam chủ yếu là đứng yên. Trong đó, Tiền Giang là địa phương giảm nhiều nhất 3.000 đồng 1 kg xuống còn 72.000 đồng 1 kg. Tại Vũng Tàu và thủ phủ nuôi heo Đồng Nai có cùng mức giảm 2.000 đồng, từ giá xuống lần lượt là 78.000 đồng và 81.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại đều giữ ổn định như Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp cùng mức bán là 80.000 đồng 1 kg.
An Giang, Cần Thơ tiếp tục giữ giá cao nhất vùng là 85.000 đồng 1 kg, trong khi các tỉnh còn lại như Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng tiếp tục dao động trong khoảng từ 77.000 đến 82.000 đồng 1 kg. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tại các tỉnh thành phía Nam tiếp tục dao động quanh mức 76.000 đồng đến 85.000 đồng 1 kg. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin thị trường của kênh Net Media CCTV. Mời các bạn đăng ký kênh để nhận nhanh thông tin giá cả hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin thị trường vào ngày.